Sam Farm xin gửi lời chào đến cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Sam Farm sẽ quay lại cây giống sau 8 ngày lên vàng ươm giống anh chị. Thì anh chị đã từng coi cái clip cách ươm hạt phần 3. Thì sau 8 ngày Hương Sam Farm quay lại cho chị xem. Sau 8 ngày thì cái giống chúng ta đã lớn gì nè anh chị. Và hôm nay Sam Farm sẽ lấy để vào cái vàng ống lớn. Anh chị thấy sau 8 ngày chúng ta để vào mút xốp thì nó đã lớn rất là nhanh anh chị. Chỉ một tuần lễ thôi. Thì để được có một cái cây giống khỏe thì anh chị phải làm một cái vàng giống như vậy để chúng ta chăm sóc nó tiện lợi hơn anh chị. Giờ Hương Sam Farm sẽ dỡ lên cho anh chị coi cái bộ rễ của rau xà lách nè anh chị. Anh chị muốn để lên vàng thì bộ rễ phải như vậy nha anh chị. Thì chúng ta để lên vàng thì bộ rau chúng ta phát triển rất là nhanh. Nếu mà nó ít rễ quá chúng ta để lên vàng nó sẽ chết liền anh chị. Cây giống anh chị thấy không? Cây giống chúng ta lá rất là to, nó không có cao anh chị. Bởi vì Hương Sam Farm làm ở đây thì cặp máy hiên nhà anh chị. Cặp máy hiên nhà. Nắng sáng chiếu vào được từ 7 giờ tới 9 giờ rưỡi. Nắng sáng chiếu trực tiếp vào luôn anh chị. Anh chị bỏ công một chút xíu, chúng ta ươm trong đá trân châu. Rồi chúng ta đặt vào cái mút xốp này. Thì Hương Sam Farm nói thật sự là cây giống chúng ta rất là đều anh chị. Hầu như 2 cây là 2 cây. Không có nói là một cây hay là ba cây gì hết, hai cây rất là đều luôn. Dù ra hai cây. Thì chúng ta mà trồng rau mà được đều như vậy á, thì rau chúng ta mới có năng suất. Còn cây giống của anh chị ươm trực tiếp vào mút xốp á, thì cây cao có, cây thấp có. Biết rằng nó lên, nhưng mà nó sẽ không đều anh chị. Cây cao, cây thấp, rồi cây nhỏ, cây lớn. Rồi có chỗ có cái thì một cây có cái thì ba cây, cái thì hai cây, nó lộn xộn thì cái dàn rau chúng ta sau này nó sẽ không đẹp anh chị. Để đẹp là chúng ta phải ươm cây giống hai cây là hai cây đều hết, hai cây một cục xốp, hai cây hoặc là ba cây là phải ba cây. Đó, như vậy nè, tuy rằng chúng ta bỏ công một chút xíu để chúng ta nhổ lên đưa vào mút xốp thì nó hơi cực, mình sẽ phải nói là hơi cực chút, nhưng mà so với lúc trước mà chúng ta quăng lá chuối để bầu đất thì nó khỏe hơn rất là nhiều anh chị. Khỏe hơn rất là nhiều tại vì chúng ta đã có mút xốp rồi. Có cái vàng ươm giống như vậy thì chăm sóc nó đâu có cực gì đâu. Cực cái là buổi tối chúng ta rảnh chúng ta ngồi nhổ lên cặp bông cục xốp thôi. Cực chút xíu. Coi như là mình làm công việc nhẹ nhàng để khuây khỏa thôi chứ có gì đâu. So với hồi xưa mà chúng ta dặm bầu á, quăng lá chuối rồi cái mình dặm đất vào mình ươm cây giống cực lắm. Bây giờ này cực, bây giờ chưa được 1/10 lúc trước nữa. Thì anh chị bỏ cái công một chút xíu để chúng ta làm như vậy thì cây giống chúng ta rất là tốt. Bộ rễ rất là trắng anh chị. Chị thấy bộ rễ rất là trắng. Thì vậy anh chị bỏ vào cái rọ thì bắt đầu là nó phát triển lên luôn. Nó không có bị sượng anh chị. Thêm một cái vấn đề nữa là Hương Sam Farm mới chia sẻ với anh chị á. Thì chúng ta có dàn ươm giống gì thì chúng ta có rất là nhiều loại rau để vào, nó sẽ có nhiều đợt anh chị. Giống như đây là Hương Sam Farm mới để vào được khoảng 4 ngày nè anh chị. Đó, 4 ngày. 4 ngày thì được gì nè anh chị. Thì khoảng 4 ngày nữa thì chúng ta có thể để lên vàn nữa rồi. Thì cái này là lên vàn được nè. Đó. Thì này lên vàn được. Đó. Thì bây giờ chúng ta để vào. Thì 4 ngày sau chúng ta cho lên vàng cái vạt này. Cho vàng lên vàng vạt này. Rồi chúng ta tiếp tục ươm cái giống khác. Ươm giống khác và chúng ta cứ cho lên cái vàng trên này. Trên này chúng ta lấy ra chấm, theo đầu chúng ta ươm giống khác chúng ta cho lên tiếp tục.
Thì như vậy thì anh chị có được cái dàn rau liên tục ha. Dàn rau này, dàn rau ươm giống, ươm hạt, hồi lưu luôn. Chúng ta không có cần lo phải tưới tiêu gì hết. Máy tự động nó bơm rồi là nó cứ chảy liên tục mà. Cho nên giống cây con chúng ta rất là tốt anh chị. Nên làm một cái dạng như vậy đi anh chị. Làm dạng như vậy thì chúng ta trồng rau rất là tốt anh chị. Thì anh chị thấy á, thì Hương Sen Farm làm á, rất là đều ha. Hai cây là hai cây đó. Hai cây rất là đều. Cây giống mà đều mà tốt như vậy thì chắc chắn rau chúng ta sẽ có năng suất rất là cao anh chị. Thì anh chị thấy rõ, cây giống Hương Sen Farm lúc nào cũng đều. Còn nếu anh chị mà làm biến quá cái ươm vô cái mút xốp thì nó lên một cây có, hai cây có, cây chết có, cây cao có, cây thấp có, rồi nó ôm nhôm ôm nhách, nó ngã tới ngã lui. Như vậy thì cây giống ta đâu tốt. Hương Sen Farm làm như vậy thì cây giống ta anh chị thấy rất là mập, rất là ú và rất đều luôn. Nó chỉ một cỡ một chuẩn luôn anh chị. Cây giống ta rất là chuẩn. Thì chuẩn như vậy á thì khi lên vàng nó phát triển rất là nhanh. Đó. Tại sao rau Hương Sen Farm phát triển tốt? Bởi vì do cây giống thôi. Anh chị chịu cực chút xíu đi. Ươm hạt bằng đã chân châu, anh chị cứ xem từng clip ha. Ươm cây giống phần 1, ươm cây giống phần 2 và phần 3. Thì bây giờ là phần 4 Hương Sen Farm lấy để vào cái khay như vậy. Lấy để vào cái khay như vậy nè. Cái mâm như vậy nè. Hương Sen Farm lấy để vào cái đầu cái đem đi trồng. Anh chị thấy bộ rễ rất là tốt. Chúng ta chưa lên vàng mà bộ rễ như vậy nè anh chị. Thì khi lên vàng thì nó sẽ bán rất là nhanh. Thôi, vài lời chính quay cho anh chị xem cái clip rau của Hương Sen Farm. Ươm giống bằng thủ công chị. Cực chút xíu nhưng mà rau chúng ta rất là đều, cái giống rất là đều. Xem sẽ quay một lần nữa ha. Anh chị xem kênh của Hương Sen Farm thì anh chị đừng quên đăng ký kênh nha anh chị. Ủng hộ Hương Sen Farm. Và anh chị đã nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì anh chị nếu mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Thì Hương Sen Farm sẽ trực tiếp tư vấn cho anh chị về cái dung dịch dinh dưỡng, về cách trồng rau, về những thiết bị cần thiết để chúng ta làm như thế nào để có một cái vàn rau thủy canh rất là tốt. Thì Hương Sen Farm quay qua một cái clip này thì mong anh chị về chúng ta nghiên cứu để thiết kế cho mình một cái vàn rau mini để ươm cây giống anh chị. Làm một buổi thôi thì cây giống ta ươm rất là tốt ha. Rất là tốt. Trân trọng kính chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị vào clip sau. Thì Hương Sen Farm sẽ chia sẻ nhiều hơn. Anh chị đăng ký kênh của Sen Farm và nhớ nhấn chuông anh chị để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Và anh chị like cho Hương Sen Farm một like. Và chia sẻ cái clip này nếu ai có nhu cầu trồng rau thì anh chị cứ chia sẻ cho người thân người quen. Hay là chia sẻ qua Zalo, Facebook để giúp cho Hương Sen có cái động lực. Và để có cái nhiều khách hàng hơn để truy cập vào để xem công việc trồng rau thủy canh, để phát triển công việc trồng rau thủy canh này cho mỗi gia đình có một vàn rau để có rau sạch ăn hàng ngày. Trân trọng kính chào, hẹn gặp lại.